múc rồi. Múc pha rồi mới còn thế. Này là món ngon. Xương cũng kinh không ăn đâu. Không có xương. Đây miếng này không có xương. Xương thả hạt lắm. Có ngon hơn hôm trước không? Thế. Thế, mồm chì. Nó phải thế. Hành chè này. Mấy này đậm đà hơn hẳn. Minh Mạng, vua. Vua khỏe nhất Việt Nam. Cụ ăn đi nhá. Ừ. Rồi, mời cả nhà. Cứ toàn bằng ý, con này to hơn tí. Thế làm gì? Nhưng mà nó móc được trong họng rồi. Kiếp cậu ba quá, kiếp. Giống đẻ đều. Câu hết ảo không ạ? Giống đẻ ba đứa. Giống đẻ ba đứa. Câu hết ảo cũng gì cơ mà. Thế con ngoài đấy, con kia to hơn. Ba hơn. Ừ, con này ba hơn. Nuốt bố nó tận trong. Đấy. Đây nó chuối. Tách chuối đậu. Có tí tóp mỡ thì ngon. À đấy, bố làm tóp mỡ đây đúng không? Nghệ. Nghe là mình giã lấy nước, ướp thì tốt, không vàng. Nghe băm à, không xay ra lấy nước bóp vào, không vàng nhé. Nồi này có đun gì? Ra cho vào sau, không cháy, chung hết. Đảo, đảo ấy chứ. Cái nhỏ rồi đó. Đây cũng vào. Sao bắn đấy nhỉ? Chắc rồi cũng nghệ. Vàng rơm chưa? Vàng rồi, vàng nước nghệ đã xong rồi. Mùi tàu tía tô thấy nhiều chưa? Tía sông nữa, cũng sông nó lắm. Tía tô nhiều vào. Thử tía tô. Rồi giá cất cần câu lá gừng ấy, cây gừng non xả với ít lá đinh lăng để hấp cùng với cá các bác nhé. Cá gừng tôi thích cái mùi của lá gừng này. Hàng khóm đi. Nhà trồng được xóa này. Úi giời. Chắc phết nhỉ. Lấy ít lá. Lấy được ít lá. Ở nhà thì có nhiều củ rồi, thoải mái. À. Đinh lăng thì rất nhiều rồi. Xả thì hơi ít. Đinh lăng thì tí lấy sau. Tôi rất thích ăn cái lá đinh lăng đó. À kia có một ít xả. Ồ, chuột à. Chuột à. Chuột. Ơi. Thỏ chuột. Chiều nay lại có tiết canh thỏ lắm. Về Thái Bình là thích thế đấy các bác. Cái xả này thì bấy xả này còn non quá. Bấy xả nó non quá. Lấy cả lá nó mới thơm. Tí lấy đinh lăng sau. Thơm. Đấy, tí nữa thì sẽ có đạo diễn làm. Lá nó thơm.
hành khô đinh lăng này. À, có cả ngày cứu trong ngày rồi. Xả. Gừng xả. Đấy, hoa tiêu nữa. Ớt. Chủ yếu gừng xả. Mắm muối mì chính. Bột nêm. Đấy, nhét hết vào màng này cho nó. Nó mấy xong phủ lên trên quá. Vâng. Ông vừa làm vừa đây. Đấy, thơm lắm. Trộn đã thấy thơm rồi. Sát, sát vào bụng rồi. Ước từng khoảng 15 phút thì được. Thôi ông ạ, à, ông đi ông... Đấy. Thì nữa là hấp bia nhé. Lá đấy là phủ lên. Hành chè tí nữa cho vào. Thơm đấy. Đi chè thái lọ đi. Đi chè thái lọ đi. Chè gì? Món này cả giống món của người Thái à? Cá bình tộp của người Thái này. Đấy. Nhiều món này, nhiều món quá, bị ế thật đấy chứ. Thừa thật. Tối nó mất tươi rồi, cứ hết. Nhét, thằng nào không ăn thì nhét tận mồm. Đúng rồi. Đang tươi thế này. Nhưng mà ế cơm rồi, cái cắt rồi. Ai phải nấu cơm nữa đâu. Tận mồm. Rồi. Để chờ nó ngấm tí để. Rồi, rồi hấp luôn đi, không kịp đâu. Thế mà cái này thoải mái đấy chứ nhỉ. Đổ như đổ sôi ấy nhỉ. Tiện cái đinh lăng này. Lúc mà ăn thì cho hành chè sau. Xong này đã có hành khô rồi. Đấy. Thế mà một lớp đã hết rồi. Đây, trong này có cả cây rừng luôn. Rừng sạch. Thái gia vị vừa đủ cái nồi luôn. Rồi. Chờ chín là chén thôi. Món này. Ai, chả ếch. Ếch đây. Vừa chả vừa đùi rán cho vào đây. Cà chua nước riêu đây. Cà chuối vào. Tí có cho tóp mỡ này vào. Có tí cho đông lên đây. Tóp mỡ phải tóp mỡ thịt với đậu. Kiểu như ba chỉ ấy. Được. Tí rau thơm vào. Mùi tàu các thứ vào. Mùi tàu lá lốt. Bia đây. Bia này để hấp cá hết rồi. Uống bia ăn thôi. Uống bia nó mới ngon. Ăn tay không hết, nhất mang tay không hết đồ ăn. Chỉ yếu làm chứ ăn mấy. Đấy, món này được, nhưng phải ninh cho nó nhừ chuối ra. Hết chuối rồi. Thế hết. Cứ cho vào. Tí nữa cho cụ một bát to nữa. Rồi. Hấp cá nhưng mà đổ bằng cái chõ đổ sôi. Lông chè ít hành đi.
trẻ thành ra để cái bát tí nữa ăn rồi giải. Không biết giờ đi. Hấp này thì nó ngọt, thơm. Này là món ngon quá. Đây này, chả ếch này, đậu rán này. Và có cả thịt ba chỉ, chả ếch, đùi ếch. Thì nữa sẽ cho cái xương sông với mùi tàu vào. Đó, tí nữa ăn thì cho vào quá nhé, nó đỡ thơm. Thơm nhỉ. Này, một bên thì xương sông lá lốt, một bên thì xả gừng, linh lăng. Thơm nhỉ. Thơm quá.
Rượu này là rượu gì ấy bố? Đấy. Rượu trà. Minh Mã. Cái này mà uống sớm một khi lại lại gì? Uống từ cái thời mà chưa đẻ kia. Toàn cắt ở đâu đi nói một tối nhằm cơm. Chứ có uống rượu nó có lợi thế đấy. Cũng sợ rượu là nha. Đây cụ ăn cái này cụ ăn. Không, ta ăn để trong đó. Vừa nãy đổ bia vào không biết. Đấy. Con ăn được sống à? Kiểm như cắt ao bắt cá. Nó sống à? Nó sống cho vào nước sôi này. Cho vào nồi nước rượu thế kia mà rồi đúng đi, đúng không tái. Cứ khoanh đầu chén trước bọn ngon. Vâng, chỉ vừa đĩa đấy, chỉ vừa một con một cái. Thử xem gia vị nó vừa. Cụ thử xem nó có ngọt. Cụ thử xương, mình xương cụ không ăn kinh đâu. Đâu, miếng lườn mà. Xương cụ kinh không ăn đâu. Không có xương, đây miếng này không có xương. Xương thả hạ. Có ngon hơn hôm trước không? Thế. Thế, mồm chì. Nó phải thế. Hành chè này. Mấy này đậm đà hẳn. Ê, có tí, này có tí nước mắm vào đậm đà hẳn. Đưa tuyến vào đáy hành đi cái con cá. Thôi, bây giờ nó nguội mà giải vào trong kia. Đâu nhỉ? Cái rổ hành nó rung. Cho hành vào trong kia. Cho vào trong nồi. Giải giải lên như gì vậy? Tại vì toàn đi lăng mà. Kệ, lắc con chê. Thế thôi. Muối. Bà ăn sau nha. Thử miếng này xem sao. Ngon lắm. Ít trứng nhưng vẫn ngon. À, mang cho cụ một miếng này nhỉ? Cho cụ cả con cá. Không mà mình chắc cũng không ăn hết. Cho cụ một miếng này. Không biết cụ ăn cơm, chắc cụ ăn được. Cũng ăn xong đâu rồi. Mời cả nhà. Cụ ăn cơm khó nhỉ? Ăn đúng. Cái này là vẫn nước ngày xưa hay là ngâm nước mới rồi? Minh Mạng, vua. Vua khỏe nhất Việt Nam. Cụ ăn đi nhá. Ừ. Rồi. Mời cái này. Con rán lên đấy. Rán. À, con tí cây. Bố để cả con lấy kéo con cắt nhỏ ra. Con để đến năm, nó lột rồi khéo ra, lột hai chân như nào, chân nào nhá. Nguyên bộ. À nó làm cái rồi. Làm nó, rồi. Nó mua cân cho nó được rồi. Nó đóng ra tiền cân đấy. 55.000 cân. Cũng rẻ lắm. 55.000 cân mà nó bảo cái đó là cân đấy, xong rồi tính tiền xong nó làm nhoàn cái xong. Làm nhanh lắm. Chưa rẻ hơn cả thịt lợn nhất nhỉ. Phải nhỉ. Rẻ hơn thịt lợn đúng không? Nhà mình làm như thế. Đây, 55.000 cân này là cân hơi. Nó làm nó lấy cả thành ra, còn một cân chỉ ăn được khoảng 7 lạng thôi. Nhưng mà chỉ bắt cái da đi. Da đi, sẵn rất, bắt cái ruột. Sẵn mất cái gì? Bắt cái ruột. Rồi ớt là ngoan thế lắm. Thì em chỉ rằng thì nó ngon. Ếch nó nuôi được, nó nuôi gì nặng. Có cái cây mà ăn cá. Mình thì cá cây ớt của bà. Mà bố. Ông làm nước chấm ngon hơn cậu. Cá đậm phết nhỉ. Chà, chả ếch. Chả ếch cho hai quả ớt, nó hơi cay. Thôi tê tê tí.
Không cần lắm. Không cần. Nước sôi nhiều quá nó nát đây rồi. Hãy subscribe.